Quý vị, gần đây dư luận cùng người dân đã mua nhà tại các dự án do doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên và công ty cổ phần xuất nhập khẩu BIMES đầu tư hoặc hợp tác đầu tư trên địa bàn thành phố. Rất quan tâm đến thông tin, chủ đầu tư dự án bị đề nghị truy tố trước pháp luật do mắc nhiều sai phạm khi xây dựng, dẫn đến nhiều dự án chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người dân. Ghi nhận của bản tin nhà đất và đầu tư tại tổ hợp chung cư khu vực bán đảo Linh Đàm, khu HH và VP thuộc địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Bỏ ra hơn 1 tỷ đồng, mua căn hộ số 326 tại tầng 3 của tòa HH3C trực tiếp từ chủ đầu tư và là một trong những cư dân đầu tiên chuyển đến ở từ năm 2015. Nhưng chị Phạm Thị Hồng La không hề hay biết, đây là khu vực chủ đầu tư dự án đã tự ý chuyển đổi công năng từ tầng dịch vụ thương mại văn phòng thành căn hộ để bán. Hậu quả là 8 năm nay, chị cùng các hộ dân ở đây chưa được cấp sổ hồng. Cứ thế là mua thôi, chứ không tìm hiểu kỹ hết. Như bản thân tôi rất là vun vén, có nhiều thứ, nhiều cái mảng vào thì mình mới có được một cái khoản tiền đấy để mình mua nhà. Và cũng còn là đang đi vay, thế mà nhà mà lại không có sổ đỏ thì cũng rất là hoang mang, phải lo lắng. Cũng chuyển đến đây từ năm 2015, ông Đoàn Quang Vinh ở căn hộ 1020 tại tầng 10. Căn nằm trong quy hoạch của tòa nhà. Tuy nhiên, do những sai phạm chung của dự án về vượt tầng, thay đổi công năng, tăng mật độ xây dựng mà gia đình ông cũng chưa được cấp sổ. Không có giấy tờ hợp pháp, giờ muốn bán nhà để chuyển đến nơi ở rộng rãi hơn cũng không thể giao dịch. Chính vì không có sổ cho nên là việc chuyển nhượng hoặc là có một cái giao dịch gì đó là rất khó khăn. Khó khăn ở cái chỗ là người ta thấy không có sổ là người ta chán rồi, người ta không muốn mua bán gì cả. Dự án tòa nhà hỗn hợp dịch vụ văn phòng thương mại và nhà ở HH Linh Đàm có tổng số 12 đơn nguyên, chỉ được phép xây dựng 27 tầng. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã xây dựng từ 36 đến 41 tầng, vượt nhiều tầng so với quy hoạch được phê duyệt, dẫn đến số căn hộ tăng gần gấp đôi lên trên 9.000 căn. Theo dự tính, số dân sinh sống ở đây khoảng 3 vạn người. Mật độ xây dựng tăng cao dẫn đến khu vực này quá tải về dân số, hạ tầng phụ cận. Nhà chưa có sổ, ban quản trị chưa được thành lập, quỹ bảo trì chưa được chủ đầu tư bàn giao. Mọi hỏng hóc, người dân phải tự bỏ tiền ra sửa chữa. Tôi chưa biết một cái đồng bảo trì nào ở trong cái này cả. Từ khi tôi về, trả thế bảo trì, vừa làm hỏng cái gì thì mời lên là phải đóng tiền, phải đóng tiền cho họ. Chúng tôi bỏ ra 10 triệu. Mỗi một gia đình mà trong 20 hộ này, tức là hơn 200 triệu ở trong cái một tầng này. Với nhiều sai phạm tại các dự án ở Hà Nội, ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân chuyển hồ sơ sang Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội để truy tố xét xử với tội danh lừa dối khách hàng. Dư luận mong rằng bản án được tuyên sẽ làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, chính quyền sở tại và quan trọng nhất là quyền lợi của người dân được giải quyết một cách thỏa đáng. Chúng tôi đề nghị là ông Lê Thanh Thản sai phạm đến đâu và các cấp chính quyền lúc đó sai phạm đến đâu thì đề nghị các tòa án và các cấp chính quyền xử lý đến đó. Và những cái quyền lợi chính đáng của nhân dân thì đề nghị các cấp chính quyền là giải quyết. Được biết, cũng trên địa bàn phường Hoàng Liệt còn có dự án chung cư VP6 Linh Đàm, chủ đầu tư xây dựng vượt quy hoạch được duyệt. Số tầng tại dự án được duyệt theo quy hoạch là 25 tầng, 2 tầng kỹ thuật và 3 tầng hầm để xe. Nhưng thực tế, xây dựng là 35 tầng nổi, 1 tầng áp mái và 1 tầng hầm. Các tầng 2 đến 9 được chuyển mục đích sử dụng từ dịch vụ thương mại văn phòng thành căn hộ để bán với thiết kế căn hộ diện tích nhỏ, xây tăng số lượng căn hộ, không đảm bảo điều kiện an toàn về công trình xây dựng theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam. Trong bản án hay những trách nhiệm để xử lý về hành chính công vụ thì cần cũng phải xem xét để có các cái biện pháp. Thứ nhất là xử lý những cái người mà vi phạm. Để từ đó thì để mà gọi là khắc phục, sửa sai để đảm bảo những cái quyền và lợi ích hợp pháp cho các cái chủ thể là công dân. Rồi lập lại cái trật tự quản lý về xây dựng. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hiện nay khu chung cư HH Linh Đàm, chủ đầu tư vẫn chưa khắc phục các sai phạm và hoàn thiện các thủ tục về đầu tư xây dựng đất đai, nghĩa vụ tài chính. Do đó, Sở Tài nguyên Môi trường chưa có đủ cơ sở pháp lý để cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án theo quy định. Vấn đề này, cuối năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã có văn bản trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri và sau kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16. Những sai phạm đã được chỉ rõ, trách nhiệm của các bên liên quan cũng sẽ được tòa án phân xử. Đây chính là biện pháp răn đe cần thiết đối với những chủ đầu tư cố tình làm trái quy định và các cơ quan nhà nước buông lỏng quản lý, ngăn chặn hậu quả tương tự xảy ra trong tương lai.